Siêu âm này là siêu âm thai nhỏ là đầu giờ âm đạo là tốt nhất. Ok nhá. Bây giờ chị sẽ siêu âm cho em để biết tim thai, biết tuổi thai, tính ngày dự sinh chính xác lại cho em nhá. Sau đấy thì tim thai tốt, mọi thứ ổn thì mình sẽ được làm xét nghiệm máu tổng quát xem là có bị nhiễm trùng hay không, thiếu máu hay không, hoặc mắc một số bệnh lây truyền từ mẹ hay con hay không. Được chưa? Ok nhá. Kết quả thì mình sẽ trả qua Zalo. Nếu bất thường thì mình sẽ mời hai vợ chồng lên quay trở lại để tư vấn. Còn nếu bình thường thì cái lần khám kế tiếp mình sẽ được trả vay gốc. Đó chưa? Rõ quy trình nhá. Và lần khám kế tiếp thì có thể là 12 tuần để đo độ mờ dai gáy và làm xét nghiệm dị tật luôn. Còn nếu mà mong muốn làm xét nghiệm níp dị tật sớm hơn thì 9 tuần, 10 tuần mình có thể đi làm. Được chưa? Ok. Còn hôm nay chưa làm được xét nghiệm cho em bé nhé. Không sao, không có vấn đề gì cả. Bình thường. Không sao, nhẹ nhàng, bình thường. Một ngày xem khám phụ khoa. Không khám này bao giờ em vẫn không còn kéo quần lót vào bên, kéo lấy tay kéo như này, kéo qua một bên, rồi thả tay được, nhẹ nhàng đúng không, không đau đúng không, tay nhẹ nhàng bình thường. Và mình sẽ cũng ba la xì của đấy của mình đây ha. Đã. Em có thể chia dịch cho ông không, khi mà nói thì cho ông theo dõi luôn. Đây là em bé ở trong này, ở đây là túi thai và đây là tim thai này. Đấy chưa, để cho chồng em xem luôn trong quá trình mà theo dõi. Ông nói tiếng Hàn hay là tiếng Việt? Tim. À, chị sẽ đo tim thai ha. Tim thai của em thì đẹp. Tim thai rất là đẹp. 138 là chân phút ở bình thường ha. Vậy em nhìn cái thấy tim nó vừa đều vừa đẹp như vậy là tốt nhá. Và cái giai đoạn này có tim thai rất mừng. Với cả đây là đo chiều dài đầu mông, em bé đo được đầu mông. Thì hôm nay đo được là em bé được 7 tuần 2 ngày, dự sinh là 12 tháng 2, 2025. Đúng chưa? Thì nó cũng hợp với cái dự sinh của em từ trước tới giờ. Thì cái ngày 12 tháng 2 này á, 2025 này này, thì đó là 40 tuần. Tuy nhiên em có thể để trước một tuần cũng được. Có nghĩa là không phải là để non đâu. 38 tuần hoặc 39 hoặc 40 tuần đều có thể là sinh được. Nhá. Thậm chí là 41 tuần cũng được. Chứ không phải là siêu âm này đúng y chang ngày đấy mới sinh đâu. Đó. Và chúng ta theo dõi này, đây là cái bờ túi thai này, tròn đều này, không có tụ dịch bóc tách, không có dấu hiệu động thai. Và cái giai đoạn này là tim thai như vậy gọi là may mắn. Bởi vì cái tuổi thai nhỏ như thế này này, có nhiều người có tim, có nhiều người không có tim ấy. Đấy, thì cái chuyện này là rất là may mắn đối với mình ấy. Khi mà siêu âm cái giai đoạn này bác sĩ hồi hộp lắm. Đây, bảo chồng nó xem tim này. Tim khỏe. Rất là tuyệt vời, cái tim nó đập mạnh này này ha. Thì chị đang cho cả hai vợ chồng xem ấy. Đó, mình đo lại lần nữa cho vui nhá. Thấy chưa? Ok. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều. Dễ thương nha. Tuyệt vời. À, không có tụ dịch, không có bóc tách, không có dấu hiệu động thai. Hai bên bùng trứng thì không có u. Tốt nhé. Như vậy là không cần uống thuốc dưỡng thai, động thai gì cả. Chỉ uống, bây giờ giai đoạn này uống acid folic để phòng ngừa dị tật ống thần kinh cho con. Uống DHA, phát triển thị giác. Có một số nghiên cứu người ta thấy rằng uống DHA sớm để giảm tình trạng tăng động cho con. Ok nhé. Thế thì bây giờ chỉ uống gần đấy thôi. Ok nhé. Còn qua các bạn sẽ được tư vấn ăn uống sinh hoạt như thế nào nhé.